Sốt xuất huyết đe dọa sức khỏe người lớn và trẻ em. Hiện chưa có vaccine bệnh gây sốt huyết và có nguy cơ gây tử vong, nhưng có thể phòng ngừa. Phòng chống sốt xuất huyết mới, bảo vệ gia đình bạn khỏi mũi sốt xuất huyết. Thông tin từ Ofred và Hội chữ thập đỏ thành phố.